Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an các địa phương đã triển khai huy động toàn lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, ra quân, tổng kiểm tra xử lý xe quá trọng tải, cơi nới thành thùng xe. Nếu như trước đây qua kiểm tra các chủ phương tiện xe tải tự ý cơi nới thành thùng xe để chở hàng quá tải trọng, ngành chức năng sẽ tiến hành xử phạt, rồi sau đó yêu cầu chủ phương tiện phải cắt bỏ phần cơi nới thùng xe, trả lại thiết kế ban đầu và ký cam kết không chở quá tải trọng quy định. Thì nay, lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp giám sát, tuyên truyền vận động, cưỡng chế và yêu cầu tài xế thực hiện việc tháo dỡ ngay tại chỗ, hạ tải và khôi phục lại hình dáng kích thước, tình trạng an toàn kỹ thuật ban đầu của xe và đăng kiểm lại trước khi đưa phương tiện ra tham gia giao thông. Qua cái đợt cao điểm này thì chúng tôi kiên quyết không để tình trạng chở quá khổ quá tải hoạt động trên cái tuyến giao thông của toàn tỉnh, và đặc biệt là cái cơi nới thành thùng xe. Khi mà phát hiện ra các cái trường hợp vi phạm thì chúng tôi một là yêu cầu các chủ phương tiện là dỡ bỏ và cắt các cái thành thùng xe cơi nới có sự chứng giám của cảnh sát giao thông, hoặc là mời các cái cơ sở sửa chữa ô tô để đến cắt tại tại chỗ vi phạm. Và qua cái đợt cao điểm này thì chúng tôi đã cho các cái chủ doanh nghiệp ký cam đoan cam kết không vi phạm về cái chở hàng quá khổ quá tải và cơi nới thành thùng xe, và xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm, không để có tình trạng là xe chở hàng quá khổ quá tải hoặc cơi nới thành thùng xe hoạt động trên cái địa bàn của tỉnh Lâm Đồng. Qua công tác tuyên truyền ký cam kết, nếu chủ phương tiện không chấp hành, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ kiên quyết xử phạt. Mức phạt từ 6 đến 8 triệu đồng đối với cá nhân và từ 12 đến 16 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, các loại xe tương tự xe ô tô có kích thước thùng xe không đúng thiết kế của nhà sản xuất. Trong 3 tháng đầu năm 2024, Thanh tra Sở Giao thông đã tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn và xử lý đối với các trường hợp xe ô tô chở hàng vượt quá trọng tải, tự ý cải tạo kết cấu, hình dáng, kích thước của xe, thùng xe không đúng thiết kế của nhà sản xuất. Qua đó đã lập biên bản gần 200 trường hợp vi phạm quy định về cơi nới thùng xe, chở hàng quá trọng tải, không có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật, vân vân, với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Hàng tháng là kế hoạch của đơn vị là cho các đội là thường xuyên kiểm tra kiểm soát, nhất là cái xử lý những cái xe quá khổ quá tải trên địa bàn tỉnh. Trọng điểm là cái xe quá khổ quá tải cũng như cơi nới thùng hàng, thì đến nay nó thật ra thì nó cũng vẫn còn, nhưng mà nó cũng rất là hạn chế. Tiếp tục lực lượng cảnh sát giao thông sẽ xây dựng các cái kế hoạch kiểm tra liên ngành cũng như là kế hoạch cho từng tháng, cho từng đội để kiểm tra để xử lý triệt để các vấn đề này. Để kéo giảm các vụ tai nạn giao thông và thực hiện triển khai cao điểm kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những tháng đầu năm 2024, song song với công tác tuyên truyền các quy định pháp luật theo quy định, ngành chức năng đã yêu cầu các doanh nghiệp ký cam kết không vi phạm luật giao thông đường bộ, quán triệt tới tài xế không chở quá khổ quá tải, không cơi nới thùng xe, đi đúng tốc độ, đúng phần đường, làn đường, sử dụng còi hơi đảm bảo âm lượng. Qua công tác tăng cường tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các nhà xe, tài xế để răn đe chấn chỉnh các hành vi vi phạm trong thời gian tới.